Cũng nhận là ban giám hiệu hôm nay chọn đúng phụ huynh là chuyên gia diễn giải, chuyên gia tâm lý hay quá rồi. Khen không? À, nghe là nghe, khen mình nghe là mát ruột, mà thực tình có đúng vậy hay không? Đúng không? Nếu vậy thì bây giờ nó là hôm nay tiếp tục sáng giờ rồi nghe nó khen nè, chưa nghe ai khen, đúng không? Giờ bây giờ chúng ta nói chứ chưa được á. Cảm ơn phụ huynh một điều, đó là phụ huynh là của một chuyên gia, chắc là chuyên gia tâm lý rồi, chuyên gia diễn giải rồi, chuyên gia thuyết trình, à, nói rất là hay, à, nói rất là sâu lắng và nói những điều mà kể cả bản thân quốc và ban giám hiệu chúng ta phải cố gắng là phát triển hơn nữa. Thì cái phần thảo luận nó rất là quan trọng, nó quan trọng ở chỗ là lắng nghe những ý kiến chưa được của giữa nhà trường với phụ huynh để mà chúng ta hoàn thiện hơn, thì tốt hơn nhiều. Chứ đôi lúc rồi mình cứ nghe những cái điều tốt kèm thấy rồi mình không biết phía sau nó là cái gì trên đó, rồi không biết làm sao mình điều hành cho phát triển đúng được, đúng không? Thì bây giờ phụ huynh của chúng ta thẳng thắn, chúng ta giơ tay và đóng góp ý kiến, chúng ta cứ lập bài ngựa hết ra, chúng ta thấy cái gì chưa được chúng ta làm, chứ không có gì giấu giếm cả. Nhiều trường nó tổ chức họp phụ huynh, họ ngại báo chí, nhưng tập đoàn của mình không sẵn sàng mời cơ quan báo chí chúng ta tới dự. À, đúng thì biết đúng, sai thì biết sai, chưa được thì biết để mình có biết, biết để mình thay đổi, có gì cả không? Thôi xin trân trọng kính mời phụ huynh chúng ta, xin thảo luận chúng ta đóng góp ý kiến này. Dạ, mời phụ huynh này, chúng ta cứ việc giơ tay thẳng thắn, chúng ta thẳng thắn trao đổi với nhau thôi, có gì cả. Dạ, mời phụ huynh này. Bộ phận cũng gì, chúng ta cầm micro đâu rồi? À, quan sát rộng ra. Dạ, phụ huynh giơ tay lại ạ. À, nhìn phụ huynh chứ, thầy giáo đừng có nhìn tôi chứ. Nó chơi là bao thảo luận, nhìn phụ huynh cứ nhìn tôi, đẹp trai cứ nhìn tôi là không được rồi. Dạ, mời phụ huynh này. Và cán bộ công nhân viên và những người đi đó là bị khẩu trang, đội nón, tất cả đồ bảo hộ, à, nên chúng ta phải cầm, kể cả học sinh lớp 1 ăn nó sạch dưới hàng ngày này, và chúng ta luôn lau nước khuẩn sức khuẩn cả đó, nên phụ huynh cũng đó thật sự cũng thông cảm thôi, chứ giờ cũng thấy cách giờ bảo bức làm sao cũng không thể làm được, không thể đưa nấu xuống đây được, thôi chịu khó đọc viên các cháu nó thừa thừa cặp cho nó giảm cân xuống chiều rồi vậy nha. Thấy phụ huynh biết làm nha, tao rất cảm ơn với phụ huynh nha. Còn nếu mà đều rồi không nổi nữa thì cô gặp cô bé nha, rồi đặt đi con mình xuống dưới ăn cái thì ra cái đổ nó phân biệt nhau, phân loại ra thì cái sự hình thành và phát triển trong cuộc sống trong tương lai nó cũng rất là khó. Tôi rất là cảm tạ cảm ơn ý kiến đóng góp của phụ huynh. Dạ, xin trân trọng chúng ta cho một tràng vỗ tay cho phụ huynh. Chúng ta cứ đi đưa tay mình thảo luận đi, rồi mình sẽ thấy là những cái vấn đề mà chúng ta phải cần làm. Không, mà phát biểu bình thường nữa thì giải khen nghe, khen thì mình khen, mình chê rồi cứ chê, rồi lắng nghe mình đồng thời với nhau hết như vậy, nó dễ hơn, dễ làm việc với nhau, nó dễ hợp tác với nhau. Cảm ơn phụ huynh ạ.
Dạ, em chào và tất cả mọi người. Em có một câu hỏi là tại vì năm ngoái là con em học lớp 3 thì trong khi mà đi đón thì có cô giáo đi và cô giáo gọi cho mẹ để mà báo cho em xuống, nhưng mà năm nay thì lên lớp 4 thì thấy cũng khoảng có cô thôi, còn đa phần là bác tài gọi. Thì em cũng thấy là cũng lo lắng là khi bác đang chạy xe mà bác gọi như thế thì có an toàn hay không, thì em cũng không rõ là trên xe là có cô hay không, nhưng mà tại sao là bác tài gọi. Em ý kiến như thế nào? Các ý phát biểu này là cũng rất hay, nhưng mà không, bây giờ chúng ta coi này nè, bây giờ giáo viên của việc đó, thứ nhất có phụ huynh với nó thành thử của chúng ta có sự kiện như thế. Bây giờ thứ nhất là mỗi một bữa là giáo viên đi rước là phụ cấp bao nhiêu tiền của bé? 80.000 đúng không? Một ngày như vậy phụ cấp một ngày cho giáo viên đưa cho nó mà huynh xin là bao nhiêu tiền của 80.000 này, đó là 80.000. Mà đi thì về đi cấm công của đó thì cuối tháng mình nhận tiền, mà coi thử ban giám sát coi lại có khi nào nhận tiền mà không đi không, có hay không. Đừng đôi lúc tối ví dụ như ngày mai là ngày ngày ngồi gì thì phụ nữ đúng không, đi chơi mà đi chơi mà trai cái là biết cái quyền là mày chặt cái xóm nhà thôi là biến không đi. Và cái giáo viên quản trị, giáo viên đi thuê xe điện cho phụ huynh cho học sinh, chứ không phải là bắt tài điện. Tức là khi mô mà nó dùng đến nơi đó mà cô giáo đó của máy binh hay như thế nào, người điện là phải là cô giáo. Còn quý tắm kia thì bây giờ là bắt tài đứng không điện dụng, nhưng mà đó là không khuyến khích. Vì cái cách nói chuyện của giáo viên, của bảo mẫu, ở đây ta đây là giáo viên của điện, của giáo viên, nó khác với bắt tài nói chuyện với phụ huynh, nó khác nhau hoàn toàn. Thành thử là tụi ban giám sát và tụi ban giám hiệu lưu ý là chuyện đó, ngày mai kiểm tra có lên xe hay không, có đưa nước hay không, và điện thoại đó chuyện có dễ nghe hay không. Chứ còn điện thoại đó nó nghe một cục đường, mình đục đường hay nói mà vô cục đường nó gặp ở vẹt là cuối đầu cả, và mời vô trong phòng mới lại gặp các bộ nhân viên và vui lòng thứ chẳng bỏ đi cái tư duy những ngày xưa tới cái mặt kinh rồi. Cái bây giờ các ban giám hiệu thì tự con ngôn đó ngồi không chào hỏi ai, cái tiền ông hiệu trưởng không bị khó lắm, bỏ hết đi chúng ta mới thành công được. Và cái việc của cô nói là có mới nói không, có không bao giờ mà phụ huynh nói đâu, thì ban việc làm đó là trà sát lại nha, rất cảm ơn phụ huynh. Cứ nói thẳng thắn với nhau là để quốc kiểm tra ngay, trong đó là nhận tiền không đi có. Cảm ơn phụ huynh rất nhiều ạ. Chúng ta cho cả một tay cảm ơn phụ huynh là thẳng thắn, cảm ơn phụ huynh là chúng ta cứ thẳng thắn với nhau. Có ý kiến gì mình cũng phải có ý kiến đóng góp ý kiến để xây dựng cái phát triển. À, phụ huynh nha. Nhưng mà năm vừa rồi thì mình có việc rồi đi cứu sinh
ở Mỹ thì mình không có ở Việt Nam để mà mình học phụ huynh được, và đặc biệt là trong công tác tổ chức của ban giám hiệu đối với phụ huynh và đối với học sinh hiện tại nó rất tốt. Thôi mình nói thôi, chọn năm đi cho mình học luôn lần, mình học luôn một lần. Còn về vấn đề mà tại sao là có vài học sinh làm việc cơ sở chính, tại vì tập đoàn chúng ta học sinh rất là đông, bên 5.000 học sinh, mà khi mà chúng ta tổ chức cái lễ khai giảng á, cái lễ khai giảng ở tại trụ sở chính của tập đoàn nông nghiệp á, thì về cái lễ khai giảng á, thì tập đoàn chúng ta là phóng vệ tinh một phát trực tiếp cái đài truyền hình, cái sóng truyền hình cả nước, và để cho phía phụ huynh ở nhà nó xem và cổ đông của chúng ta cũng xem được. Nên cái chỗ ngồi chúng ta rất là hạn chế, mỗi một lớp đi 2-3 em, rồi phụ huynh có lẽ đại diện, chứ còn học phụ huynh cơ sở nào học riêng phụ huynh cơ sở khác. Và chắc chắn từ đây trở đi là chúng ta cũng học phụ huynh chung với nhau, và mình làm dở mình cũng học nhiều, chứ còn mình làm xịn sò mình làm đúng đó, thì ít học lắm, năm học lần học hai lần học hoài nhau thì nhiều nhau dở cái học. Như có điều hành tập đoàn công việc có một ban giám hiệu đó, ít học đầu năm là muốn có cái chủ trương nói về chuyên môn, thấy bộ phận chuyên môn mà chưa được là nói về chuyên môn liền bằng có lý quá chân sự nghĩa là nói hết. Tại vì quốc đi dạy cũng từ năm 20 tuổi đến nhận, nên mình cũng trải qua về vấn đề về giáo dục kinh nghiệm rất là nhiều rồi. Đó là thử phục bên phòng hoàn toàn tâm. Còn năm tới thì chúng ta tổ chức lễ khai giảng chắc cũng phải, tại vì năm nào chúng ta tổ chức lễ khai giảng nó có mình đó nhé. Đó, nhưng mà thôi thì năm nay chúng ta cố gắng làm riêng cái coi ra sao. Dù làm ở cơ sở này thì không cũng có gì cả, mà để mà cán bộ nhân viên rồi quý đại biểu của phụ huynh hay phụ huynh thông cảm, xin trân trọng cảm ơn phụ huynh rất nhiều ạ. Dạ, cảm ơn chị Bình. Dạ, xin chào, cũng mời ý kiến của phụ huynh ạ. Tranh thủ mình nói chuyện đây bây giờ rồi 10 giờ còn 10 phút nữa thì cái để phụ huynh chúng ta lên lớp thảo luận với giáo viên rồi về còn nấu cơm nam, còn những người phụ huynh nam thì về phải mua hoa, mua hoa thì nên mua nước rẻ tiền hơn. Dạ, đừng mua đúng nhà mai là cô luôn. Xin chào mấy người đã nhà em qua những lời chia sẻ của thầy Nguyễn Phước thì em cảm nhận được thầy rất là tâm huyết để xây dựng cho con em các phụ huynh. Thì để thực hiện được cái việc đó thì chắc là nhà trường sẽ có một bộ máy như là cách vận hành và có ban kiểm soát rồi tất cả mọi thứ thì đều đúng cái ý kiến tâm huyết của thầy. Thì cho anh xin hỏi là trong cái quá trình thời gian gần nhất đây thôi thì trường có phát hiện ra những trường hợp mà vi phạm và cái cách mà xử lý vi phạm đó thì không biết là nó có thông tin gì đến tên cấp nhà trường hay là phụ huynh quên hay không, và thêm nữa là những kênh mà để phản ánh thì thầy cũng chia sẻ với thầy. Tức là học sinh khối tiểu học á, hồi nãy mình cũng phát biểu rồi, học sinh tiểu học thì nó không sai, nó không vi phạm. Nếu như mình nghĩ nó vi phạm là người nghĩ nó sai, tại vì cái độ tuổi của cháu nó phải ngủ, nó phải nghịch, đôi lúc nó cầm cái ra móc nó chọn cũng bình thường, nó không phải là sai, nó không phải là vi phạm, tại vì cái sự hình thành của cái cháu nó thấp thiệt. Nó chọn thì có thời gian mình chọn hai để cao hơn được lấy, chứ còn cấp 2, lớp 6, lớp 12 nó vi phạm. Nó lớn ý thức được rồi mà nói nó không nghe là tới đó nó vi phạm. Còn ở nhà trường từ lớp 1 đến lớp 5 á, dĩ nhiên là lớp 6, 12 thì nó có vi phạm. Mà chỉ vi phạm đó thì chúng ta có làm việc với phụ huynh, ban giám hiệu chúng ta tỏ bằng cái. Nhưng mà cái tuổi tiểu học của chúng ta là đang tốt nhất hơn thì đừng có nói những cái xấu. Đừng có nói những cái xấu, nó nhiễm vô ra cái suy nghĩ của học sinh, nó nhiễm vô ra cái suy nghĩ của phụ huynh là nó không nên. Ví dụ như em học sinh học từ đây lớp 1 đến lớp 12 á, đảm bảo không có được. Mà học trường khác là nó vô lớp 10 là nó không có tiền thì mình thử là mình hoàn toàn yên tâm về chuyện đó. Dạ, cũng là cái việc mà không phải là vi phạm, em ý hỏi là vi phạm đối với cái hệ thống nhà trường là về nhân viên, bảo vệ, thầy cô, tất cả cái vi phạm như quy chế mà thầy đã đưa ra. Có chứ, có. Có là điều của cái việc ngay. Bây giờ nói luôn. Mà nói ví dụ mình là rất rắn trong công tác về tổ chức. Ví dụ bây giờ những cái học sinh mà chỉ cần mà giáo viên ấy, mà tự đánh học sinh là nghỉ việc ngay, không có kiểm điểm, không có rút kinh nghiệm gì hết, cấm tất cả những trong lớp là để thầy cô cầm đầu, không có luôn. Còn nghỉ việc ngay, việc tổ chức là việc trong nội bộ của chúng ta, chúng ta từng giải quyết, chúng ta từng thảo luận, từng bàn với nhau, chứ chúng ta không nhắn cái việc sai phạm đó cho hàng ngàn phụ huynh. Như vậy thì thứ nhất mất uy tín mình ra,
sai thì nhà đóng cửa cho tự tỉnh ha. Còn cái nào nó quá đi, nào quá đi thì đi phiên sau của chúng ta đó, nó quá thì đó thì có cơ quan nhà nước, có cơ quan công an, có cơ quan công chức, cơ quan truyền thông đó. Còn trong nội bộ của chúng ta mà nói cũng có thật một điều luôn, nó đã nói được tập đoàn, đã nói công ty cổ phần thì nó phức tạp. Mà anh, mà anh là chủ tịch công ty cổ phần mà anh không cứng không rắn thì nó phá bình hư bành luôn, nó phá bành luôn. Có những người đóng tiền vào đây họ không làm đâu thì cũng phá anh. Quý vị nếu mình nói sơ thì quý vị hiểu liền, chắc quý vị ngồi đây một số quý vị cũng hiểu rõ với tập đoàn. Quý vị biết không, trong 2 năm gần đây quý vị biết đó, Hồng Tiền nào đây, cái ông kia tên là Hùng, ông nói là tụi mày đóng cho tao 1 tỷ đi, tao sẽ đưa ông Quốc này 1-2 tháng nữa là nuôi tôi. Cái 2 năm đầu thì không phải ông Quốc bước mặt cái đây đón tôi đâu à, cái cuối cùng cái là nó đòi tiền lại, cái tung tiền nhau mà được 535 triệu, cuối cùng không thấy ông đứng đi đây đó gì đâu, bắt đầu đòi tiền lại. Anh nói kia không trả, không trả thì tố nhau, cái tố nhau mà đơn đến trong ông lấy ông hòa mà lò ra 14 người trong để hại mình đấy, 535 triệu, cơ quan đang thủ lý giải quyết. Và từ đó mình mới biết được, có gì biết ai không, hai thằng bạn thân nhất của mình là hai thằng đóng tiền gì đấy, cái dễ thương không, điều kiện anh rất là dễ thương, nhưng mà làm ông dùng sợ có đông ngại nghe đâu giống nhầm gì nghe, tức là tâm sự với phụ huynh rất là như vậy. Và có việc đó được cơ quan cục 12 đang thủ lý và giải quyết, và từ đó bắt đầu quốc viết đơn tố ngược lại, đó là viên vu khống. Tại vì cái người đó hồi xưa làm đây, anh tư lợi cá nhân, anh tư lợi tiền bạc, thậm chí photo. Anh ở đây mình mở luôn cái đại lý photo rồi photo, thậm chí họp cái tiền bột rồi, mà đầu năm đó, học tiền bột rồi mà đại trương đầu năm mới có. Rồi anh thu tiền đó đi cho những việc này, từ đó đến giờ thường có cảm nước từ quốc hội, kiến trúc đường, trong ương biết địa phương. Nó không có, đây 800 từ chính rồi báo chí, và thậm chí có rồi báo, cái bộ tạp chí báo tụi này cũng đâu có đăng bài đó, cuối cùng gỡ 3 bài viên 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 tích, còn không báo là biết cả. Đó là những cái hành vi, đó là những cái xâm phạm trực tiếp đến tập đoàn, xâm phạm trực tiếp đến phụ huynh học sinh của chúng ta. Và nhiệm vụ của quốc phải bản lĩnh và làm sao lèo lái công ty chúng ta xây dựng phát triển một cách mạnh mẽ để con em học từ lớp 1 đến lớp 12 ra trường, và thậm chí sắp tới chúng ta mở trường đại học nữa. Và xin trân trọng cảm ơn phụ huynh rất nhiều ạ. Chào thầy và quý vị cô, em xin vận có thể em là phụ huynh của một bạn ở bậc lớp 2. Thì trong cái quá trình mà học hè á, thì là con em có học chung với những cái bạn lớp khác. Thì trong quá trình học á, bạn đó có những cái hành vi mà không đúng chuẩn mực của một học sinh lớp 2. Bạn thì cái độ tuổi bây giờ trẻ cái dậy thì rất là sớm. Thì không biết là trong quá trình mà học á, mình có những cái tiết nào để giới thiệu cho những cái trẻ và tiền dạy thì như vậy mà. Dạ, em xin hết. Cảm ơn phụ huynh rất nhiều. Đây là các học sinh lớp 2 và những học sinh dạy thì sớm hết, vì là ban giám hiệu của chúng ta tức là sắp xếp một cái lớp riêng và chúng ta giới tính các em đó riêng. Tại vì lớp 2 đó là cái độ tuổi mà cái dạy dạy lớp 2 cũng được thấy em đó, chúng ta chưa có được sớm quá, ở lớp 3, lớp 4 bắt đầu chúng ta mới giáo dục. À, chúng ta được câu lúc đó sớm quá mà mình nói nó điểm tò mò nhỏ mà biết mà nói nó điểm tò mò mà để một khi mà giới tính rồi thì ít nhiều thì các em học phải suy nghĩ phải biết đã. Ví dụ những độ tuổi tự nhiên các em cứ đến ngày thì đó là tại sao lúc nói rằng là giáo viên của cấp lớp 1 phải là nữ, tại các em nó chưa ý thức được cái việc mà vệ sinh cá nhân, nó chưa ý thức được cái việc của cháu như thế. Thì ở đây cái độ tuổi nó còn quá nhỏ, chúng ta áp dụng thì ở cái đầu lớp 4, lớp 5 trở lên là còn quá nhỏ, thì chúng ta có thể là đưa riêng ra và nói giáo viên chủ nhiệm của lớp đó có gì của lớp đó chúng ta đặc biệt chú ý. Chứ thật sự mà trong lớp 2 đó chúng ta chưa tính gì đâu, đó là quan điểm của quốc. Và dĩ nhiên là chúng ta phải lắng nghe các hội đồng khoa học, hội đồng nhà trường nữa. Anh xin trân trọng cảm ơn phụ huynh ạ. Xin chào thầy Quốc, tất cả các phụ huynh ở đây. Thì hội của học hôm nay là hội cho các bé tiểu học thì lớp 5 tuổi là. Thì trong các bé thì có những cái bé trai, những bé gái. Tiếp đến cơ sở của mình thì các bé thì lại học chung với các anh bên lớp lớn, cấp 3. Thì không biết nhà trường có những cái phương án nào về thì giờ cái tình trạng mà xâm hại tình dục của các bé nam với cái nữ
nhiều thì trong các môi trường giữa các bé tiểu học với học chung và hàng ngày cũng có đi, tại vì con em cũng đã từng kể là trong lúc đi học đó, thì có một chị rủ đi chơi thì không biết cái môi trường giữa cái cấp 3 với cấp 1 học chung như vậy, và nhà trường có những phương án như thế nào để giáo dục cho tình nguyện các em, hoặc là kiểm soát các hành vi hay tất cả các gì trong trường, tất cả học sinh trong trường rất đông nên phải có những cái phương án và cái giáo dục như thế nào. Dạ, cảm ơn phụ huynh rất là nhiều. Thứ nhất là chúng ta đang họp ở đây, khu vực này là cơ sở 6, và cái khu vực của chúng ta, khối học chúng ta đó là cơ sở 7. Và khi các cháu đi vào đó, thì là những em buổi sinh buổi sáng đó, chúng ta vào thẳng liền, tức là nó không có cái lớp giữa lớp 9 và lớp 2 khu học chung, không có. Tức là những giải khu bên kia là của khu tiểu học, là của tiểu học ăn cũng đi khối tiểu học, tiểu học ăn trước ăn xong được cô giáo đưa về lớp, đếm số lượng thì số liền. Còn mà khi mà chỉ có chào cờ là chúng ta khối tiểu học chúng ta ngồi phía trước hết đó, và đặc biệt là giáo viên cũng gì quản lý của chúng ta là phải điểm danh số lượng học sinh, và những anh học sinh lớn không có nào giỏi chạy qua liền, không có chạy qua nó khác màu áo điều quy định, tại vì chúng ta đó là có cái ban giám sát nè, chúng ta có giáo viên quản lý nè, chúng ta có giáo viên và chúng ta thường trực như thế. Và dĩ nhiên rằng là chúng ta đừng bao giờ nghĩ rằng cái việc gì nó không xảy ra, việc gì cũng có thể xảy ra. Bây giờ tụi khu nhà vệ sinh của khối tiểu học là riêng biệt, không ai bước vô đó. Khối tiểu học là khối tiểu học. Chứ bây giờ bước vô cái là ban giám hiệu, ban giám sát, chúng ta ngồi là toàn bộ đứng kiến, chúng ta quan sát chúng ta gì và tránh những trường hợp đáng tiếc nó xảy ra. Và khi nó xảy ra rồi thì đau lòng lắm. Thì thành thử đó là lý do và bản thân quốc là luôn luôn lúc nào cũng gắn tập đoàn gắn camera, thì từ nhà vệ sinh và trước cổng nhà vệ sinh thì có gắn, và trong nhà vệ sinh thì chúng ta không được phép gắn, và chúng ta quan sát 24/24 thì phụ huynh cũng yên tâm ở đây bảo vệ thì từ sáng cho đến khuya và 24/24 luôn, ca ngày ca tối. Rồi còn giáo viên ban giám sát thì hành lang chúng ta đi liên tục, tại vì lực lượng của khối tiểu học chúng ta nó là tốn kém hơn nhiều, tại vì rồi chúng ta phải thuê ra cho có ông thầy Chiến này, tổng quản nhiệm này, có thầy Hùng này, phó tổng quản nhiệm, rồi có những bộ phận ban giám sát chúng ta coi nó căn cấu. Như vậy thì những ý kiến của phụ huynh đóng góp thì nhà trường cũng có tắt đặt đi rồi, nhưng mà chúng ta phải thận trọng hơn nữa và sẽ tốt hơn nữa để tránh cái lực lớn biến xảy ra, chứ không phải rằng là thấy nó đi rồi đó chúng ta không giám sát, không theo dõi, không quan tâm mà điều đó là sai. Thì cảm ơn ý kiến đóng góp của phụ huynh rất là nhiều ạ, xin cảm ơn phụ huynh. Bây giờ một ý kiến hay không? Bây giờ hai ý kiến này cho phụ huynh về lớp chúng ta, về lớp chúng ta gặp giáo viên chủ nhiệm nha. Còn những cái ý kiến khác chúng ta ghi, tại vì giờ nó buổi trưa là sở sinh phụ huynh ngồi nóng ruột đó, rồi về cơm nước là có chồng con rồi đó nha. Đây phụ huynh áo vàng, hai đứa bên hai phụ huynh sau của thầy, ra đây phía sau thầy. Cháu học trường năm thứ hai, mẹ rất là hài lòng vì cháu đi học về cháu rất là vui vẻ và
bao nhiêu. Đối với phụ huynh nó không nhiều, nhưng mà những cái nó liên quan tới tài chính thì làm cho phụ huynh rất là không hài lòng. Rồi, hiểu ý là cái là phụ huynh có học sinh tên gì ạ? Cháu là Hồ Thị Thúy Nhi ạ. Cô bé đi vô. Bây giờ mình nói rất rõ đây nè. Quan điểm của phụ huynh, cái gì của phụ huynh là của phụ huynh, cái gì của khách hàng là khách hàng, cái gì của mình là của mình. Quốc là người việc ký cuối cùng về cái phiếu chi cho phụ huynh và học sinh của cả tập đoàn Nam Việt này. Ngày mai ban giám sát, thứ hai ban giám sát vào bộ phận cơ sở 7, bộ phận cơ sở 9 lôi ra tất cả những phiếu chi có học thì đóng, không học thì không đóng, trừ chứng khoán. Nó là như thế. Nếu bạn phải làm việc lại với giáo viên bộ gì? Và quan điểm của tập đoàn Nam Việt không bao giờ nhận những cái đồng tiền mà nó như thế chặt chị phải lấy nó được của người ta thì nó không có trong suy nghĩ trong đầu của không có suy nghĩ trong đầu của tức là chúng ta phải làm việc lại như thế này không có. Và thậm chí tập đoàn Nam Việt đầu tư Trung Quốc là cấm dạy thêm, không biết các phụ huynh học thêm, không biết cách đi học thêm tại nhà đó, được học từ đó là đúng rồi. Chúng ta không làm cho được không tận lực như thế. Tức là chúng ta quan điểm của quốc là như thế. Và đặc biệt là những ở đây có giáo viên bộ gì, có cán bộ, có lãnh đạo. Đặc biệt những gia đình là khó khăn đó. 10 cái đơn tình lên quốc việc giảm học phí là đều 10 cái được đấy. Chưa trừ cái nào. Chưa trừ cái nào cả. Và không cần phải ra phường sắp nhặt những cái đơn. Cần nộp cái hóa đơn tiền điện, photo hóa đơn tiền đó. Với tiền nước với tiền. Anh khó khăn mình xài tiền điện tháng 5 triệu. Bật phải là nó phà mà khó khăn gì. Thế cái khó khăn thì hiện tại 300, 200 mấy nghìn chứ căn cứ của đó là cũng đủ rồi. Thật tình chúng ta thật tình đó là như vậy. Ở đây cũng có những trường hợp nó hiểu nhầm với nhau. Thì như ba mẹ chúng ta đang học ấy, cái tự nhiên giờ bị công an bắt lại. Trai là các em học sinh đó là ở nhà mình bình thường nó hàng ngày đi học về có thấy có ba có mẹ. Cái tự nhiên giờ là học không vừa đi lớp 6 cái gì, trai đi học về cái ba mẹ công an mời thì công an bắt ở lại. Bây giờ từ hỏi tối ai nấu cơm cho nó, rồi bằng ngày ai đi học thì lần thử mình ghen điện thời nấu cho mình mọi việc mời em học sinh ở lại trường ăn học tất cả. Thậm chí chúng ta không có thu tiền miễn phí luôn được, dạy miễn phí luôn được, chúng ta không có làm bằng chuyện như vậy. Đó là cái chủ trương của quan điểm của quốc là như thế. Thì giáo viên mọi chuyện chúng ta làm việc lại rồi làm cụ thể báo cáo lại cho quốc cô bé biết rồi gì nữa. Đó, chúng ta phải như thế, đừng bao giờ chúng ta sống chúng ta chặt chiếc người ta chúng ta không làm như vậy đó. Bây giờ thậm chí kể cả ban giám hiệu tình Trung Quốc một bộ đồ thể dục thể thao đấy, và đa số trường trung học đều áp dụng đồ quốc phòng đấy, nhưng mà khi đến quốc á sốc ruột lắm. Quý vị thấy bộ đồ sốc ruột, các bạn 230 ngàn hay là 220 nghìn đây như bộ đồ bằng mặt, đây như bộ đồ là cũng to mà nhé. Quý vị cầm quý vị thấy cái sốc ruột, nhưng mà mình không thể như thế được. Quốc nói về ngay không có lợi nhóm biết kiếm ở tay người xuống dưới đường lên điện trên vậy đấy. Mời nhà máy vô chắc liền quải phải mềm phải cô tông như nào phải mềm. Bây giờ cái bài phải kiếm cái bọc giấy mà trung hồ cái dưới tờ giấy nữa thì thử hỏi làm sao. Thì ban cái việc cấp hai của chúng ta phải suy nghĩ trước rồi mới trình lựa chọn. Mình trình lên như thế thì vô tình là đánh giá luôn mình đấy. Thằng người chúng ta làm gì chúng ta làm tất tình như thế. Ở đây thì cũng xin lỗi đó, ví dụ như một hệ thống đầu tư gì lớn này, hay là lớn ấy xin lỗi 5-7 tỷ bạc, người gặp quốc đó là rất khó được. Quốc không bao giờ giao luôn mà gặp những người đó quốc giao cho bộ phận đánh giá, bộ phận giám sát, bộ phận soi sát từng lần. Chứ chúng ta có tiền chúng ta giàu có không vì tương lợi, không vì không có lợi nhuận mà chúng ta làm như thế. Hiện tại tập đoàn đang nuôi dạy miễn phí 118 con em chiến sĩ diễn đạo viên đương của tổ quốc, tổng kinh phí đến giờ này là 120 tỷ đồng. Và bản thân quốc đã bỏ ra tới 10 tỷ đồng để tập trung lo con em chiến sĩ vĩ đại biên cương của quốc. Chúng ta có cái gì đó sòi với bản thân, với gia đình, với sòi. Đó là như thế, đã là như thế thì phải là như vậy. Thì ban giám hiệu chúng ta phải làm việc ngay. Và rất cảm ơn ý kiến của phụ huynh chúng ta thẳng thắn và cao độ này. Cảm ơn quý vị cũng như vậy. Bây giờ mình ở kiến nữa hay là mình về lớp? Phải về lớp tiền. À thôi về lớp với kiến thì chúng ta cứ phụ huynh là cái giỡn là quốc nhanh. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều. Cái chúc quý vị quý là thật nhiều sức khỏe hạnh phúc, là thật vui tươi và thật lâu đời. Sống xin trọng kính chào. Vâng, xin được cảm ơn thầy Nguyễn Hữu Phúc chúng tôi được mời. Xin được cảm ơn các thầy cô và sau một thời gian làm việc nghiêm túc các thầy sẽ cùng làm phối hợp những gia đình.
nhà trường và học sinh nhằm đưa ra những phương pháp tốt nhất cho việc chăm sóc thân thể của học sinh và hội nghị cha mẹ học sinh thứ nhất năm học 2024-2025 đến đây là kết thúc. Xin được mời tất cả các phụ huynh chúng ta di chuyển về trên lớp và cũng sẽ được các bạn